Thưa quý vị, khi Đà Nẵng bùng phát dịch bệnh COVID-19, lượng người và phương tiện ra vào cửa ngõ thành phố rất đông, đặc biệt là trong những ngày gần đây, số người đi mô tô, xe máy đến từ vùng có dịch thông qua điểm chốt kiểm soát tăng cao, nguy cơ lây nhiễm tại các điểm khai báo y tế rất lớn. Bên cạnh các đội tình nguyện đến phục vụ thức ăn, nước uống cho đội ngũ thực thi nhiệm vụ, thì Đà Nẵng còn có đội tình nguyện phun thuốc khử khuẩn tại các điểm chốt kiểm dịch. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Định kỳ sáng thứ Bảy hàng tuần, các tình nguyện viên là nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần thuốc khử trùng Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng lại lên đường mang theo thiết bị máy móc đến phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ lán trại, điểm chốt dịch cửa ô thành phố, nơi tập trung đông người và phương tiện đến khai báo y tế, các khu dân cư có người nghi nhiễm COVID-19, hỗ trợ cho lực lượng y tế dự phòng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ở trạm y tế cũng như là của huyện, của xã cũng phục vụ cũng không kịp thời vì quá rộng, nên vì cần thiết những cái đội tình nguyện, những cái đơn vị tài trợ để phun thuốc sát khuẩn được kịp thời là tốt, đó là cái điều mong muốn nhất của nhân dân. Được biết trong thời gian xảy ra dịch bệnh, thực hiện lệnh giãn cách của thành phố nên các bạn trẻ là nhân viên kỹ thuật về khử trùng khử khuẩn đã đề xuất công ty thành lập đội tình nguyện, đồng thời hỗ trợ thuốc chloramin B để tổ chức tham gia diệt khuẩn. Mỗi khi thành phố có ổ dịch mới, các anh lại tình nguyện lên đường vào ngõ làng, thôn xóm, hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai khử khuẩn. Hiện thành phố Đà Nẵng đang triển khai phun thuốc khử trùng trên diện rộng, trong khi lực lượng y tế dự phòng còn mỏng, nên việc hỗ trợ kịp thời của đội tình nguyện phun thuốc sát khuẩn đã góp phần làm sạch môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Lúc mà xuất hiện dịch đến giờ thì bên công ty em đã hỗ trợ cho tất cả các cái chốt kiểm dịch mà ra vào thành phố để phun sát khuẩn hàng tuần như thế này. Cứ định kỳ hàng tuần thì thứ Bảy thì mình phun sát khuẩn hết. Mình phun hỗ trợ là chính, cho nên là những cái đó thì mình cũng chưa có một cái thống kê cụ thể nào. Thời gian qua, các đơn vị chuyên môn đã điều xe chuyên dụng đến khử khuẩn các khu vực là điểm nóng về lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tại các khu dân cư, các kiệt hẻm lại rất hẹp, rất cần những đơn vị chuyên về khử khuẩn để hỗ trợ ngành y tế dự phòng và đội ngũ tình nguyện viên của công ty cổ phần thuốc khử trùng Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng luôn có mặt và phát huy tinh thần nhiệt huyết, góp phần cùng chính quyền bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh.